Xin kính chào các bác tiếng quê hương. Trước khi các bác lên sóng thì em Bảo Trâm xin phép thông báo khán giả một tin khá là vui. Ông tổ của làng Dẫn Chủ ở Việt Nam là Trương Văn Dũng, tức Dũng Xe Ôm, vừa bị ốm một trận thập tử nhất sinh, bị tai biến. Chắc là mới cải đạo sang đạo Thiên Chúa nên được Chúa cứu giúp nên là chưa về với Chúa vội. Mà chắc chắn là những người mà theo dõi, những người mà theo dõi làng Dẫn Chủ của Việt Nam mấy năm nay thì chắc là họ cũng không lấy gì làm buồn khi biết ông ta là như vậy. Thưa các bác Song Phạm, hiện nay thì có một số khán giả hỏi các bác là đợt tới VinFast sẽ xây nhà máy ở bên Hoa Kỳ, thì liệu các bác có cố gắng mua ủng hộ VinFast một cái xe không ạ? Tôi thì vấn đề mà mua đó, nếu mà nó ra đúng cái tiêu đúng cái xe phải 4 hay 5 chỗ ngồi thì tôi sẽ mua. Nếu mà họ làm cái xe passenger mà nhỏ hơn chỉ dưới 4 người á thì tôi không, gia đình tôi 5 người phải đủ 5 người thì tôi sẽ mua, có khả năng để mua. Còn tôi thì tôi đã nói ngay từ lâu lắm rồi, tôi cũng mong ngày nào, nhưng mà bắt đầu nó bán thì từ khi nào mà VinFast bán ở Việt Nam tôi cũng đã mua cái làm bằng cái nhỏ nhất mà rẻ nhất, mà cơ bằng họ bán thì bao giờ họ cũng có mấy hạng, hạng nhỏ, hạng vừa, hạng cao, mình kiếm thằng nào mà cơ bằng gọi là bét dèm, nó là cái thằng nào mà lợi cuối cùng đó, mà rẻ nhất mình mua lại, mình mua cái mình để đó. Mình đã mua, mình đã dùng rất, mình đã dùng hồi đó cách đây hơn năm hai năm đó, mình đã mua được cái, mình mua cái điện thoại, tôi nghĩ là người Việt Nam, tôi là người Việt Nam, tôi là Việt kiều đầu tiên đó, là mà mua cái điện thoại Vinsmart á, mình nghĩ là người mình mang vào đây là mình xài, mình giới thiệu mấy thằng cái đó nó về Việt Nam mình mua được đó, thì là mình xài cái đó mình thích lắm á. Thì mình mua xong cái là mình mang vào đi xài, là ít bữa sau là ông mạng bán AT&T rồi ông bán, là bây giờ họ bán cái điện thoại ngày xưa tôi mua Việt Nam hàng trăm á, bây giờ qua đây cái điện thoại mới hơn để mà tối tân hơn, bốn cái ống kính bán có 80 mấy đồng nhiều hơn chứ anh, bán được 80 hơn chứ anh, tôi rẻ mấy đây họ được. Nhưng mà mua AT&T anh phải dùng cái package của nó. Vì package thành ra rồi. Anh cũng mua, nhưng mà cái giá của nó chừng 80 mấy đồng mà. Tôi thấy, tôi cũng chưa coi nhưng mà thấy quảng cáo là 80 mấy đồng. Thì hy vọng cái ngày nào đó, mình thì khỏe xài rồi Việt Nam, hy vọng ngày đó nó mình có thể afford, mình mua được cái VinFast của ông Phạm Nhật Vượng. Vâng. Ok, thì đó là cái suy nghĩ của mình mong vậy đó. Anh em mình buông, mình chạy xuống buông xa. Vâng thưa các bác. Các bác có theo dõi tình hình ở Myanmar mấy hôm nay bạo lực leo thang không ạ? Anh ơi, tôi nhìn, tôi không biết, tôi chỉ nhìn thấy là họ biểu tình nó có một hai tuần lễ thôi mà Việt Nam thì nhìn 20 mấy người chết rồi, 20 mấy người không, chết không, không. Nhiều, nhiều hơn chứ. Thưa bác không, cách đây 3 hôm thì một ngày đã 38 người chết. Đúng rồi, trong một ngày. Nhiều chứ. Và đặc biệt đúng là đó. Ông Nguyễn Quang A và những đám dân chủ Việt Nam cách đây vài ba năm khi và Akazumi mới lên nắm quyền thì họ lần lượt là cầm cái bảng và thách Việt Nam được như Myanmar. Các bác có đã coi hình ảnh đấy chưa? Chắc bây giờ một ngày mình chết mấy trăm ngàn. Tức là cách đây vài ba hôm thôi, một ngày chết 38 người và cảnh sát và lính bắn tỉa bắn đạn thật vào người biểu tình luôn. Và không hiểu những ông dẫn chủ Việt Nam như Nguyễn Quang A, Nguyễn Thứ Hạnh hay là Dũng Xe Ôm từng trương cái biển thách Việt Nam được như Myanmar, bây giờ họ nghĩ gì? Bây giờ mới thấy cái nào là vàng, cái nào là vàng, cái nào là kim cương. Bây giờ mới thấy cái chế độ của mình nó an toàn, dân chúng nó yêu thương đất nước và nó được an toàn, phát triển tốt đẹp. Nếu mà mình như Myanmar thì nước mình đang loạn mẹ rồi. Cái mà tôi thấy thì là đấy là biểu tình đâu là có bất cứ hai ba tuần lễ gì đó mà Việt Nam mở cái cầu hàng không mang bao nhiêu người Việt Nam về. Tôi nghĩ là cái tình trạng mà đó mà thấy cái người Việt Nam mình di chuyển như vậy, mình bước ra khỏi như vậy là chắc là lớn đó ạ. Chứ còn nếu mà họ không lớn thì là họ không có làm vậy đâu đó. Thì thực ra là không biết là câu chuyện của bên Myanmar rồi họ giải quyết sao mình không biết ạ. Mà cái khả năng mà loạn là cái một đó chứ không phải không á, loạn là cái một. Cái
xáo trộn này nó kéo dài có thể cả năm. Nó không ngừng được. Lại cái một đó đúng rồi, kéo dài nguy hiểm. Cả năm. Đúng rồi đó, nguy hiểm, tội nghiệp họ như vậy. Mình bây giờ quay bảo vệ quay đi quay lại thì nước Việt Nam mình, người Việt Nam mình có vệ sướng mà không phải lo lắng gì anh. Đại khái là mình không có chết. Trời ơi, mà tôi thấy mình tôi nói nghe là bây giờ nói chuyện chết người đó. Bây giờ đó là một ngày đây mà đất Mỹ mình chết 2.000 người, cái ngày hôm nay mình chết 2.000 người bị bệnh đó. Mà mình thấy là nó vui là tại vì bây giờ mình có cái tiến bộ. Chứ đáng lẽ là mình phải chết nhiều. Bây giờ người Mỹ mình cũng bao giờ có sự tiến bộ. Là mình có improvement, mình chết có 2.000 người. Thật sự đến lúc nào mình chết 2.000 người mình thấy không có gì hết. Đó là quá sướng rồi. Thấy mà chết gì đâu mà thấy ngày hôm nay tôi vô tình có coi chết 2.000 người ấy. Chết 2.000 người bệnh. Mà chết cái gì đâu mà chết xong 2.000 người. Chết cái gì thì nó có giảm. Thì 2.000 người là giảm từ 3.000 xuống 2.000 rồi, vậy là có tiến bộ rồi. Thứ ra rồi bây giờ mình thấy là thích người ta chết mà thấy ấn luôn á, mà cái mạng người nó không có giá trị. Bây giờ tất cả mọi người ồn ào lên, sùm lên là đi lo để mà chích ngừa thì không biết là thế nào, nhưng mà thế bây giờ mình biết là Việt Nam mình những người ở bên đó họ cũng phải lo về chích ngừa, không phải lo về thức ăn thức uống, không phải. Hồi nãy tôi mình coi tivi thấy ở trên Minnesota đó là cái nơi mà tuần sau họ mang cái thằng cha mấy ông cảnh sát giết ông George Floyd ra ông ở đó. Tôi không thể tưởng tượng là ở nơi đó là tuyết mà còn phủ ngoài đường đó, mà người ta lập cái lều ở ngoài đường người ta ở, mấy người không có nhà, mà tôi không thể tưởng tượng sao Minnesota mà họ tệ đến mức độ như vậy đấy. Chứ còn tôi thấy là như San Diego này mà nó hơi lạnh một tí đó, là cái kỳ vừa rồi đó nó hơi lạnh một tí đó. Họ mở cái convention center để cho mấy người không có nhà vô đó. Convention center là những khu đó rất là quan trọng, rất là sang trọng, họ mở ra cho họ vô đó mà chỉ có 50 mấy độ thôi, mà trên đó bây giờ nó vô tình nó chiếu tôi coi âm 20 mấy độ là tuyết vẫn còn ngoài đường mà người ta lập mở cái lều. Mở cái lều ra người ta chui đó, ta ở. Mà không biết sao ta ở được, người ta ngủ trong đó được hay là. Tại vì người ta nói đây là người ta ở ngoài đường rồi nè. Người ta ngủ ngoài đường như vậy mà còn lấy tiền. Mà không, mà còn con nhỏ nó cũng lên là lấy tiền đó, là không có lo cho mấy người này mà lo cái chuyện quỷ, cái chuyện cái gì, thấy tội nghiệp thật ạ. Thấy mình không, nhiều khi mình nhìn thấy người Mỹ họ khổ vậy, mình không thể tưởng tượng được chứ. Mà tại sao một nước Mỹ nó giàu thế mà để cho cái dân khổ cái kỳ cục lên. Nhìn nó thấy tội nghiệp. Thôi thì là mình nghĩ là trở lại câu chuyện là cái chỉ số hạnh phúc Việt Nam mình giờ là ấm áp, không có lo, không có cơm ăn, không phải lo không có áo mặc, không phải lo ra ngoài đường có ngày cái nó quấn mình, không phải lo có đường biểu tình ăn được đất cay hay là bị bắn chết. Ông đó không được đòi hỏi nhiều quá, cuộc đời người ta vậy thôi. Mình rất là may mắn chiến tranh chấm dứt, bây giờ mình người dân có cuộc sống yên bình thịnh vượng, không giàu anh, không phải mỗi người có cái xe. Tôi thấy là giàu có mà khổ không biết lợi gì cả. Giàu mà mình ăn cơm không ngon không biết lợi gì cả. Giàu mà mình ăn miếng cơm mình thấy ngon, mình ngủ không yên, giàu là gì biết lợi gì anh. Mày, cái ông à, mà Nguyễn Quang A cũng cứ mơ tưởng như Bia Rama thì cái sự vỡ mộng của ông, không biết thì ông đòi hỏi là giống như là Bia Rama nữa hay không, mà không đòi hỏi cái chuyện gì. Tôi anh biết không anh, ôi mình nhiều khi có những cái là cái sự đòi hỏi nó có lý, nó hợp lý, có những cái sự đòi hỏi không hợp lý như trẻ con mình biết. Mình không biết đây, mình không miễn bàn với ông đâu. Tôi nghĩ chắc mình tới đây mình cũng được rồi đó. Anh bảo Trâm chắc có vẻ được rồi đó anh. Được rồi. Có câu hỏi câu gì không anh? Dạ. Tôi chấm dứt. Vâng. Nếu bạn có ai hỏi thì có, tôi có trả lời. Bạn Minh Hoàng hỏi các bác ấy. Bạn Minh Hoàng đây nhắn tin hỏi này là các bác cho hỏi. Là bây giờ liệu một người mà mặc áo cờ đỏ sao vàng xuống bốn xa thì có bị phản ứng dữ dội như hồi anh hùng Cửu Long không? Không biết, mình không biết.
cái đó sẽ khác lẽ, cái cường độ mà chống đối nó cũng giảm rồi anh. Cái hình ảnh mà cờ đỏ sao vàng ở những trường phất phới ở những trường đại học nó trở thành quen thuộc rồi, thì cái sự chống đối ở cái Formosa chắc nó cũng giảm. Nhưng mà tôi nói nghe này, mình không có nói về những người mà tỉnh táo ấy. Mình nói những người điên thì người điên thì nó coi vậy chứ nó nhiều lắm anh, mấy đặc biệt với ông Việt Nam mà ông bà Việt Nam mình ở đây từ kiểu đây điên, mình cũng thế nào hòa, mình cũng thế nào mà là những người điên mà còn được kích động thì mình không biết, thì tại cái chuyện nó không xảy ra mình không biết, nhưng mà mình biết. Dạ vâng các bạn, có nghĩa là nếu mà cái sự kiện này, sự kiện mà anh Hùng Kiều Long ấy bây giờ mà xuống khu xa thì chắc là tức là cái cường độ không điên cuồng như ngày xưa đúng không ạ? Chắc không điên cuồng nó cũng giảm rồi. Dạ vâng. Ông Ngô Kỳ ông còn nói mà người dân họ được quyền bày tỏ cái Vâng. chính kiến của họ, họ đem cái lá cờ, họ tôn trọng lá cờ của họ vì cái phong tục, cái đời sống của họ, họ quen như vậy thì mình phải tôn trọng. Ông Ngô Kỳ còn nói câu đó mà. Vâng, đúng rồi, ông có kỳ ông ý, ông lên sóng của Việt Vision thì ông ý cũng có nhiều cái ông ý thay đổi một chút cái sự cực đoan. Vâng. Chứng tỏ là cái hệ thống và lắp xe chiếc xe VinFast nó tối tân lắm, nó tối tân ngang hàng với xe của BMW. Thành thật là nó sẽ thành công chứ nó không không phải là nó sẽ thất bại, tôi rất tin tưởng về cái chuyện đó và nó sẽ rất là bền. Anh nói chuyện với kiểu thằng Tesla đang, thì bây giờ mình nói chuyện ông Nguyễn Nguyễn Nhật Vượng, ông Phạm Nhật Vượng đây, thì là mình bảo là như là cái thằng Tesla đây, là cái thằng cha này là nó từ nhỏ lớn rồi nó đâu có làm xe bao giờ chắc, mà tự nhiên là nó mở ra cái xưởng làm xe vậy mà nó xe nó bắn lên 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 lên, thì tôi nghĩ là ông Phạm Nhật Vượng cũng y chang như vậy đó cha, Không, ông làm cũng cứ đúng rồi. khả năng thành công, tôi tin tưởng là sẽ thành công chứ không phải. Là những người mà gọi là những cơ sở, những cái đế chế mà nó làm có bằng nó dồn tất cả, nó là nó độc quyền cho cái, không phải độc quyền mà nó chỉ nhắm vào cái thị trường mà xe điện này, tức là hiện tại đất Mỹ này, tức là chỉ coi như có hai người thôi, hiện tại bây giờ là chỉ có ông Tesla thôi, và Tesla là thằng cha là nó không có làm xe điện, à nó không có làm xe xăng, nó chỉ làm xe điện thôi, làm xe pin thôi. Vâng. Và cái người kế này, bây giờ tôi thấy cái người kế này nó là cái ông Phạm Nhật Vượng ông VinFast rồi đúng. chứ còn là như những cái người khác chứ, chẳng hạn ngay cả những người Toyota, những người Nissan thì họ vẫn còn, nó nằm ở trong cái đường đó, nó vẫn có nằm trong là một phần xăng và một phần điện, Vâng. tức là nó khởi đầu từ xăng rồi nó ra điện, chứ còn Đúng. đé đi kết, tức là mà 100% điện 100% mà xe điện là bây giờ hiện tại bây giờ nước Mỹ là mình nhìn thấy là chỉ có hai thằng đó, nhưng mà ông tôi Tesla như là và cái thành tin thành cái tin và gấp thành thử ra là cái VinFast nhưng mà trên đất Mỹ này đó mà họ khởi đầu như vậy đó, tức là họ khởi đầu còn sớm hơn hơn ông Hyundai đúng và hơn Toyota luôn. và họ sớm hơn Hyundai, ông Toyota là tại vì họ đi không có đi 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 vào cái đường đường xăng nữa, mà họ chỉ làm hoàn toàn đường pin. Thành thử ra là cái khả năng mà khi mà mình khởi đầu như vậy đó, là ban đầu thì mình thấy là công nhận cái thằng cha này nó gan nó sạch, nhưng mà mình thấy là một điều đó làm cho mình rất là ngạc nhiên nha, là tại sao mà người ta có thể là ông dám làm như vậy, nhưng mà bây giờ mình nó bây giờ mình câu chuyện nó quá rồi, mình nghĩ là chứ là nếu mà như vậy thì bây giờ là hai thằng bằng nhau rồi đó, là thằng ông Tesla thì gần trước mấy năm, sau đó là ông Phạm Nhật Vượng, thì bây giờ là đại khái là đã bị Mỹ anh rất hay nên đó. hiểu đó. Đó. Khi khi mà anh đã chế được xe điện rồi á, mà anh chạy điện được hoàn toàn rồi á, thì cái nghiên cứu của nó chỉ cái nguyên tắc là anh có thể làm contract với cái thằng là anh mua cái battery của nó, anh gắn cái xe của anh có thể chạy 300 mai mới cần chạc điện cũng dễ dàng thôi. Anh hiểu không? Nhưng mà cái technology nó được xem, nó chỉ có thay cái battery thôi. Đúng Đó, anh, điện đó là pin mà. điện pin Pin thì tôi nói cái sự thành công này tôi tin tưởng nó thành công được, chứ không phải là không có cái cơ hội thành công. Đó là điều mà mình đáng mừng, là vì những nhà đầu tư của Việt Nam có một cái nhìn sáng suốt, rất là sáng suốt.
và họ đánh vào cái thị trường Hoa Kỳ cũng đúng lúc. Là tại sao? Đúng rồi, trong hãng của tôi bây giờ họ đang cổ võ là xe chạy xe điện để giảm cái môi trường, giảm cái khí độc thải ra từ xe hơi, giảm cái hệ thống ozone nó làm hủy hoại cái bầu khí quyển của mình. Thành thử ra khi mà đi đến cái quyết định mà làm xe điện không á, nó cũng đã giúp cho nước Mỹ này nó tân tiến hơn. Anh để ý là California Regulation nó đòi hỏi là năm 2035 là nó đòi hỏi là tất cả các xe chạy ở California là phải bán điện, bán ở Cali là phải bằng điện. Đúng thì rồi. Đây là một cái môi trường lớn, bởi vì California có đến 55 triệu dân và biết bao nhiêu xe nó sẽ cần. Anh thấy trên cái phim trên xa lộ của Mỹ xe chạy cả triệu chiếc xe chạy trên Cali này, trong mỗi giờ là có cả triệu chiếc xe hơi nó chạy. Và anh phải hiểu là cái mật độ nó rất là cao. Đó là điều mừng cho đất nước khi mà mình có những vị doanh nhân nó có khả năng để nó đầu tư, để nó làm cái việc như vậy. Nó là một điều rất là khích lệ, mình rất là tự hào là những nhà lãnh đạo của mình cũng như những nhà đầu tư như ông Phạm Nhật Vượng, những nhà kinh doanh của mình có một cái ánh mắt nhìn xa rộng. Nó là một cái nhìn rất là sáng suốt, tân tiến. Anh nói chuyện về cái Tesla đang thì giờ mình lại quay trở lại câu chuyện ông thằng cha Elon Musk rồi. Tức là cái thằng cha đó là như là hồi đó là cái đường lối cổ điển đó. Tức là một cái công ty nó làm một thứ thôi, chẳng hạn như Henry Ford là cái đời đó họ là cả đời của họ, cả một gia đình mấy trăm năm, 100 năm họ không có làm gì cả. Họ chỉ làm xe thôi. Đó là GM, cái đời đó họ chỉ làm GM hay là Chevrolet hay là Chrysler, là họ không làm gì hết, họ chỉ làm cái đó thôi. Nhưng mà đến khi thằng cha Elon Musk là, tôi nghĩ hai người nó bằng tuổi nhau, một đời với nhau, thì Elon Musk nó làm đủ thứ chứ. Nó khởi đầu cái thằng cha đó là nó khởi đầu là nó làm về banking, nó làm về cái gì đó PayPal, làm xong cái đó cái nó có cái tiền. Nó tiền xong cái nó làm đủ thứ, nó làm hỏa tiễn, làm này làm cái kia, rồi nó làm cuối cùng cái nó làm thêm xe cho người ta xài. Thì ở Việt Nam mình cũng cái ông Phạm Nhật Vượng này, cái kiểu của ông làm cũng như vậy đó. Ban đầu ông khởi đầu là mấy mì tôm, ông Vượng mì tôm, ông bán mì tôm, rồi ông bán cái công ty đó ra thì ông có số tiền được ông đầu tư. Mà thế này là cái ông Phạm Nhật Vượng này ông làm cũng hay đó. Thế thì thành thử đó tôi bảo là lúc mà ban đầu tôi nghĩ là ông này tại sao ông, đến khi mà tôi nhìn thấy ông mà ông dám mở một cái xưởng lắp xe ở bên Mỹ, ở bên Cali này, tôi khi mà ông xin được cái giấy phép mà chạy thử ở bên Cali rồi ông lại nói thêm cái là mở cái xưởng này nữa, thì giờ mình coi thêm cái nữa là cái ông này ở Việt Nam này ông làm đủ thứ việc đó nhá. Ông mở nhà thương nè, ông xây cao ốc nè, ông làm việc theo không anh? Không biết ông có làm Viettel không? Không Viettel của Ấn Độ. Thì bây giờ ông làm thêm cái, tôi mới coi được một cái đoạn ông giới thiệu cái ngày hôm nay là cái năm 2021 này, là bây giờ là cái trường Vin University là bây giờ cần, nó cần lắm, cái trường nó cần cái thì rất là quan trọng. Dạ thì bây giờ ngày hôm nay đó là tôi coi được một cái chương trình của Vin University. Thì cái ông này ông diversify, tức là ông mở rộng cái sự hoạt động của ông ra. Thì cái sự hoạt động của ông nó không như là Elon Musk ở cái này, tức là ông làm để phát triển lên chinh phục không gian. Nhưng mà ở Việt Nam thì ông làm việc khác, ông xây cao ốc, ông xây chợ, ông xây trường học ấy, đặc biệt và là xây nhà thương. Cũng nghĩa là đặc biệt là cái ông xây cái trường học mà tôi có coi cái trường University của ông, ông xây lại như vậy là chất lượng lắm ạ, chứ phải không ạ? Không biết cái trường nó ngon lắm ạ. Vinh như nó xây cái landmark ở ngay thành phố Hồ Chí Minh. Thì đó, thì quá đẹp. Họ làm rất là nhiều thứ. Quá nổi tiếng. Họ làm rất là nhiều thứ chứ. Thành thứ ra ở Việt Nam mình ở đây mình nói là Elon Musk. Thì bây giờ nhân dịp nói chuyện với anh xong rồi mình nghĩ là Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng, tức là cái kiểu ông làm việc y chang như cái kiểu mà ông thành công cũng lớn là y chang như làm việc như vậy đó, cũng làm mỗi thứ một chút mà làm đến đâu thành công ở đó. Vâng, thế thôi, cảm ơn các bác. Mong các bác thường xuyên lên đài để cho bà con khán giả hâm mộ người ta đỡ thắc mắc, cũng như là đáp lại sự tin yêu của quý khán giả. Chúc các bác có một buổi chiều cuối tuần thật vui vẻ. Vâng, cảm ơn các bác. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Xin chào tất cả các đồng bào.